chính là cái bộ đèn mình sẽ lắp ngày hôm nay các bạn nhé. Thì mình đã bỏ từ cái thùng này ra rồi các bạn nhé. Thì các bạn, đây nó chính là cái phần thân đèn này. Đây nó chính là những cái tay đèn này các bạn. Đó, thì mình nhấc cái tay đèn này ra cho các bạn cùng xem. Đó, thì các bạn cùng xem sơ qua này. Chúng ta nhìn những cái màu của cái tay này rất là đẹp. Nó là màu đồng các bạn nhé. Rất đẹp. Rồi, các bạn sẽ nhìn chi tiết kỹ hơn. Đó, thật sự rất là đẹp. Thì nó mang cái hơi hướng classic các bạn nhé. Đây là những cái phụ kiện để chúng ta lắp ráp cái đèn này. Đó, toàn bộ những cái phụ kiện để chúng ta liên kết, từ dây xích cho đến tất cả những cái ốc vít nối theo. Còn đây là cái phần những cái bóng của nó các bạn nhé, những cái trao của nó. Đó, nó được làm bằng thủy tinh và nó làm bằng thủy tinh đục các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cái cách lắp ráp cái bộ đèn này các bạn nhé. Rồi, mình sẽ đi nói sơ qua một chút về những cái phụ kiện các bạn nhé. Thì đây nó chính là cái đế treo ở lên trên trần các bạn nhé. Thì đây là chính là cái phần để chúng ta liên kết với phần trần bê tông. Đó, ví dụ đây nó là trần bê tông thì chúng ta sẽ liên kết vào như thế này. Rồi, đây là cái phần dây xích của nó các bạn nhé. Dây xích thì nó có những cái nối như thế này các bạn. Đây, mình sẽ mở cái này ra, mình ngoặc vào đây các bạn nhé. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa thì sẽ phần thân này các bạn. Phần thân này ở đây thì đã được làm sẵn cái phần trụ thân này rồi. Bây giờ mình sẽ phần còn lại ở trên cái mô này thì mình sẽ cho nó vào đây các bạn nhé. Rồi. Rồi, ok. Thì bây giờ mình lắp ráp đó thì mình sẽ treo nó lên để cho thuận tiện cái việc mình lắp các bạn nhé. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lấy những cái tay này ra các bạn nhé. Mình sẽ lấy những cái tay này ra. Rồi đấy các bạn, cơ bản thì sơ bộ mình đã lắp xong cái phần thân đèn của nó rồi. Giờ mình sẽ đi đấu điện các bạn nhé. Đây các bạn nhìn ở cái phần dưới này, thì đây là cái phần dưới của nó. Đó, thì mình sẽ đấu các cái dây điện này vào với nhau các bạn nhé. Thì các bạn nhìn ở đây là nó có một cái dây nguồn. Nó đã được đi từ bên trên này, nó đi theo cái trục này và nó xuống đây và nó thọc cái hai cái đầu dây ra đây các bạn nhé.
Rồi các bạn, đó thì hiện tại mình đã đầu xong rượu rồi các bạn nhé. Đó, mình sẽ đã đấu ở đây rồi. Thì ở đây nó có 2 giây thì chúng ta cứ màu nào thì chúng ta đấu với màu đấy thôi các bạn nhé. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần bắt úp ở dưới này. Đó, thì tiếp theo đến cái phần bóng này thì chúng ta sẽ tháo cái đai này ra một các bạn nhé. Tháo cái đai này ra. Rồi, đây bóng của đây là cái phần cái bát bông của nó các bạn. Cái này thì được làm bằng thủy tinh các bạn nhé. Thì nó dày khoảng 1.2 ly đến 1.4 ly các bạn ạ. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào đây. Và chúng ta sẽ xoáy cái đai này vào các bạn nhé. Để nó đảm bảo để nó giữ cho cái bát này nó khỏi rơi ra ngoài. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ xông điện vào các bạn nhé. Đó, hiện tại mình đã xông điện vào rồi. Khi nó lên cái màu của cái đèn này, nó rất là đẹp các mọi người nhé.